Alo. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu đầu tiên ở trong xê đấu thứ 4 và đây là Summerian. Còn BB là người cầm Mark C thì phải. À, như vậy là thông tin được khán giả báo về thì đấy là Greg. Greg đến từ game thủ BB. Vâng, Summerian thi đấu với Greg. Đây là một kèo mà lần đầu tiên tôi thấy chim sẽ tôi thấy BB là người quân xấu hơn. Vâng, BB lần đầu tiên được cầm Greg ở trong kèo giao hữu ngày hôm nay. Chim sẻ nắng đang có một bài cầm Summerian. Một bài cầm Summerian đã có một voi. Nhưng cái định luật hai voi dành cho chim sẻ nắng. Vâng, nguyên lý hai voi gần nhà đâu rồi. Đã thấy bãi cỏ phụ đẹp lung linh. Và đôi voi đi rồi. Vừa đọc xong cái là có luôn. Sẽ là về đôi voi này. Đôi voi này sẽ là về với nhà chính nhà của chim. Rất mượt mà, rất nuột nà. Chim sẽ cho con voi đầu tiên về với nhà chính nhà của mình ngay. À, cho con voi thứ hai nhà chính nhà mình ngay sau đây. Chết rất đẹp. Chúng ta có thể thấy rằng con voi đầu tiên đã chết một cách cực kỳ mượt. Vâng, chim câu voi mà chết xa thì chẳng qua là câu hai voi một lúc thôi. Còn nếu mà một voi một thế này thì vâng, solo kiểu một một thế này thì chim nói chung là không lỗi được. Vâng, anh tính khoảng cách. Anh tính được độ máu, tính được máu tụt của những con voi. Cách rất hay. Bài này là một bài có đánh cung hay là đánh chém? Có lẽ chim sẻ cũng sẽ đánh chém thôi. Một bài cầm Summerian đến từ game thủ chim sẻ nắng. Chiếc BS đầu tiên là một chiếc BS rất đẹp. Bãi vàng gần nhà ở chim thì là một bãi vàng xấu. Không phải là một bãi vàng mà có thể cơ cấu và có thể bo bế được đẹp. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với quyết định đến từ game thủ chim sẻ nắng. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. Một bài cầm Summerian. Đây là một bài cũng khỏe đến từ chim. Khi mà anh không phải đóng thêm những chiếc BS gì, không phải đóng thêm những chiếc BS ăn hiêu hay ăn voi gì cả, mà chỉ đóng thêm một chiếc BG để ăn quả thôi. Không mất quá nhiều gỗ. Và đây là một tơn mà lùa 1 đến 2 con hiêu về với nhà chính nhà của mình. Không cần phải lùa quá nhiều. Đá con hiêu về được với nhà chính, chim sẻ sẽ khỏe hơn rất nhiều. Chim đã không đóng S2. Như vậy khả năng cao là chim muốn đánh chém thủ phù và sau đấy mới là chuyển cung. Ý đồ là rõ ràng. Vâng, như vậy là game thủ BB đánh 26 dân trong trận thi đấu này. Một trận thi đấu mà BB đang đánh khá nhiều dân với một bài cầm Greg. Điểm số BB cực cao. Một bài cầm Greg nhiều khả năng, ý đồ là thủ y, thủ châu y dành cho game thủ BB. Kích đời 10 phút 15. Chim sẻ kích đời thành công với 25 dân của Summerian. Sóc ngựa giò đẩy đi và đóng một chiếc BS ăn vàng. Ngựa giò được đẩy xuống góc 6 giờ và lại luồn lên góc 9 giờ. Vâng, không cần phải đẩy quá sâu góc 6 giờ đâu. Góc 9 giờ mới là địa điểm quan trọng.
giật dân về và bây giờ thì ra ruộng. Hay là tăng thêm dân ăn gỗ để có thể đóng chiếc BP đầu tiên sớm hơn. Và góc 9 giờ đó là địa điểm nhà của game thủ BB. Ngựa giò đầy đủ công giáp. Tên này ăn được 5 dân thì thơm. Và đây đúng là 5 thằng dân của game thủ BB rồi. Khá là thơm thịt. Chim sẻ sẽ làm 2 thằng dân đã. Ngựa giò BB cũng đã có. Liệu rằng có solo với ngựa giò BB không? Ngựa giò BB phải chăng là cũng đã có công có giáp thì phải. Lạc đà sinh ra. Đẩy đi luôn. Vâng, địa điểm nào là địa điểm mà chim sẻ nắng mà game thủ BB vẫn chưa bò. Chim sẻ nắng cần phải để ý trong tơn chạy lạc đà đầu này. Vâng. Ngựa giò của đối phương chưa có giáp. Và chém của đối phương đã bắt đầu sinh ra. Ăn con ngựa giò trước. Chim sẻ đã sóc P chưa? Vâng, giấu P vào trong đạo ruộng. BB vẫn đang thể hiện được sự khó chịu. Và cũng là một sự tinh quái của mình. Vâng, bây giờ thôi. Nếu mà chém đến nhà của mình thì mình cũng đã bắt đầu có phù thủy ở nhà rồi. Có lẽ là tôi nghĩ rằng chim sẻ anh cũng không cần phải quá cẩn thận như vậy. Nhưng dù sao thì anh vẫn đang đuổi theo những con ngựa giò cũng như những con lạc đà. Đối phương là người nhìn thấy mình. Và trong khi đấy mình là người không thể nhìn thấy đối phương. Chính vì thế BB vẫn đang giấu lạc đà ngựa giò, giấu ngựa chém và ngựa giò cách khá tốt. Phù thủy tôi nghĩ rằng đứng trong ruộng thì sẽ là hay hơn là đứng dương mặt ra như thế này. Chẳng may mà đen thì nhục. Vâng, bắt đầu bo bế tầm thêm 3 cái BE nữa vào để nhốt hai con phù thủy vào tít bên trong. Nhà BB bây giờ đã bắt đầu là có nhà Y và nhiều khả năng là có những con Y đầu tiên rồi. Nhà BB đang bo rất dài và rộng. Và như vậy là đã có những đàn Y đầu tiên. Hai nhà Y. Phù thủy có dắt lên luôn hay không? Dắt lên luôn và tôi nghĩ rằng có cung R xong cái là chim sẻ sẽ dắt phù thủy lên. Phù thủy ở nhà đang được đợi để nâng cấp công giáp. Nâng cấp chặt gỗ luôn. Chim sẻ có làm điều đấy. Vâng, đã nâng cấp được chặt gỗ. Nâng cấp chạy nhanh, nâng cấp máu cho phù thủy. Và bây giờ thì hai cung R sinh ra sẽ đẩy đi và kẹp luôn cùng với những con cung R. Cung R sinh ra sẽ kẹp đẩy đi và kẹp luôn với những con phù thủy. Luôn một tơn đằng sau. Đây là một tơn mà tôi nghĩ rằng sẽ rất hiệu quả. Bởi vì BB đang tập trung rất nhiều ở mặt trước. Nhưng không phải. Đấy là cái BB. Một cái BB quá cứng. Bây giờ thì vẩy e trước khi đẩy những con phù ra. Rất đông y. Phù thủy cần phải chắt chiu những con y này. Một tơn BB đẩy y khá hay. Y của Greg đang thể hiện được sự khó chịu. Vâng, phù thủy đang đứng chờ mana. BB đang đẩy được một tơn ảo. Và như vậy là tơn này chim sẻ đang thủ tốt. Có cần phải đẩy luôn cả phù thủy lên không? Tham lai chim sẻ đang rất to. Lượng gỗ đang rất nhiều. Bắt đầu đóng cả BC nếu cần thiết. Nếu cần thiết đóng cả BC. Bây giờ đang là gần 700 gỗ. Tăng Nga, tăng Yếc các kiểu, đóng cả BC. Và sau đấy là chui lên góc 12 giờ ăn cái gì đấy cũng được. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng vừa rồi là một tơn mà kẻ tám lạng và người cả cân. Một tơn mà BB vẩy e, nhưng chim sẻ cũng vẩy e, nhưng hai cái EBE cùng một lúc. Vâng, đúng là các game thủ 96 dường như canh có một cái gì đấy người ta gọi là thần giao cách cảm. Rất dị. Chim sẻ đọc bài của BB, BB cũng đọc bài của chim sẻ. Không hiểu sao lại như thế. Vâng, phải chăng các anh toàn là những học sinh chép bài tốt ở trong những trường cấp 3?
Bây giờ thì Y sẽ được áp sát và như vậy là hù được hai con. Cung R sẽ là những con cung R bắn chùa khá tốt. Vâng, dâng cả phù thủy lên. Y vẫn đang được được giữ và phù thủy mà chim sẻ vẫn đang phù thủy mà của chim game thủ chim sẻ vẫn đang giữ một cách rất tốt. Chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ vẫn đang giữ phù rất hay, còn hai con phù phía dưới cái nữa. Vâng, bắt đầu là đứng dưới và chửi lên. Đứng dưới và chửi hắt lên. Rất tốt. Tham Lai đang là 58/72. Vâng, tiếp tục đứng trong nhà chửi ra. Và tên này thủ được. Đối phương đang thiệt hại rất nhiều y, mà trong khi đấy thì mình lại đang còn giữ được nhiều quân. Rồi. Vâng, đúng là các ông già. Vâng, văn chửi là rất hay. Hù là rất tốt khi đã được nâng cấp đầy đủ công nghệ. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng game thủ chim sẻ nắng anh đang có được lợi thế và Tham Lai đang đè xuống. Vẩy e tên này, vẩy e chim ơi, lưu đạo một, vẩy e bắt từng con y một, chắt chiu từng tí một luôn. Đấy là phong cách đến từ game thủ chim sẻ nắng. Vâng, có khá nhiều nông dân làm gỗ đang đứng chơi lên góc 12 giờ làm hẳn bãi gỗ cho nó thoải mái. Kèo Summer Greg BB đang thi đấu rất hay. Chim sẻ đang lấn sân trong tơn này. Vâng, chim sẻ là người có lợi thế công trong tơn này đây. Phù thủy cần được đứng đằng sau những con cung R và chửi. Càng chửi hay thì càng tốt. Rất hay. Vâng, lại giật phù thủy về. Đúng là chim sẻ nắng anh giữ phù thủy một cách cực kỳ chất lượng. Phù thủy lưu đạo 3. Cung R lưu đạo 2. Và bây giờ thì lên dốc. Phù thủy lại quay lại chửi. Rất tốt. Đây là một tơn mà chim sẻ nắng đang điều cả cung và cả phù thủy một cách mắc bêu. Và như vậy BB Resize tỷ số trong trận đấu đầu tiên là một tỷ số thứ tư là 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Một trận thi đấu mà thực sự là chim sẻ đi nắng thi đấu cũng hay, mà BB thi đấu cũng là quá kinh điển. Một bài mà không ai nghĩ rằng là chim sẻ nắng có